Cứ làm, anh chưa chết, anh vẫn còn sống. Tôi đã nói rồi, Ngô Cứ Lam có năng lực tự hồi phục, anh ta không sao đâu. Vậy tôi về trước đây. Cô làm gì vậy? Em đang xem anh đã khỏe chưa thôi. Đừng lo lắng nữa, tối qua em đã sờ đủ rồi, không thiếu chút gì đâu. Tối qua tôi cũng nghe cô nói gì rồi. Tối qua em nói gì chứ? Em chỉ đang cổ vũ anh, giúp anh vực dậy thôi. Anh đừng hiểu lầm. Giang Dịch Thịnh, tôi và anh không thể được đâu. Tôi biết anh đã thay đổi rất nhiều vì tôi, nhưng rất xin lỗi, bây giờ tôi không có ý định yêu đương gì cả. Không phải em vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ chứ? Xin lỗi. Đi kiểu gì vậy? Nhìn đường đi chứ. Không sao đâu anh bạn. Xin lỗi nha. Gần đây cậu ta vừa thất tình, tâm trạng không được tốt. Cậu trọng lượng chút nha. Đi đi, đi đi. Bác sĩ Giang, đang khám bác sĩ Du à? Là anh có bác sĩ Du. Trong sách nói, lúc một người bị từ chối tới một trình độ nhất định, thì chuyện bị từ chối không liên quan tới tôn nghiêm, hiển nhiên nó sẽ trở thành một loại hưởng thụ. Nhưng tôi cảm thấy chắc cũng được coi là một loại biến thái khác. Nói tóm gọn lại, đây thật ra là một loại biểu hiện của biến thái, đúng không bác sĩ Giang? Cậu còn nói nữa à? Học chuyên ngành cũng tốt lắm đó. Học đi đôi với hành mà. Tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ không bám lấy Du Lượng Lượng nữa. Anh từ bỏ rồi sao? Bác sĩ Giang, đây không giống với phong cách của anh nha. Bác sĩ Giang, anh bị đả kích quá độ rồi không? Được rồi, không liên quan gì đến hai cậu. Đi đi, tránh ra. Xin lỗi Lượng Lượng, mấy hôm nay anh nghĩ rất nhiều. Anh thấy rằng những hành vi trước đây của anh đúng là rất đáng ghét. Từ nay về sau, anh sẽ không quấy rầy em nữa. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ em. Anh đã nghĩ thông một việc. Em từ chối anh là vì trong lòng em có nỗi sợ hãi rất lớn. Nỗi sợ của em là vì em đang tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm cảm giác an toàn. Anh có thể cho em tình yêu và cảm giác an toàn. Việc anh cần làm bây giờ là lặng lẽ nhìn theo em. Lúc em đối tốt với anh cũng sẽ tốt với em. Lúc em đối xử không tốt với anh sẽ tốt hơn với em nữa. Đến một ngày nào đó, tình yêu của anh dành cho em có thể chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng em. Em sẽ mở rộng cánh cửa lòng, chấp nhận anh. Anh đợi ngày đó đến.
Giang Dịch Thịnh, hay chúng ta thử đi. Tôi đồng ý làm bạn gái anh. Thật sao? Nữ thần của anh tỏ tình với anh kìa. Sao vậy? Không biết nữa. Chắc anh kích động quá, não thiếu dưỡng khí. Không sao, anh nằm một lát. Nằm một lát là đỡ ngay. Nằm một lát là đỡ ngay. Không nhanh vậy đâu. Cô nàng xấu xa, hợp khẩu vị của anh. Anh là bệnh nhân. Bệnh nhân thì phải cố gắng nghỉ ngơi. Anh muốn ăn gì để em nấu cho. Anh đang bị ốm, ở yên đó cho em. Anh làm gì vậy? Đừng làm gì cả, để em giúp anh. Đi vệ sinh. Anh soi đủ chưa vậy? Tôi cần phải buôn bán nữa chứ. Soi xong rồi, đủ rồi. Ăn mặc thành như vậy, chắc không định làm chuyện gì tốt đó chứ. Gì mà không định làm việc gì tốt cơ chứ. Tôi phải đi hẹn hò đây. Thôi đi, thôi đi. Nó đến chuyện hẹn hò, cô không cảm nhận được, cô cũng không hiểu được đâu. Sao nào? Đẹp trai không? Tôi bị vẻ đẹp của anh làm cho hết hồn rồi. Không phải là hẹn 1 giờ sao? Giờ là 4 giờ rồi, sao vẫn chưa đến vậy? Mau lên đi, mình đợi đến nỗi hoa cũng đã tàn rồi. Em nhìn bức tường này, bức thành cổ trước đây, dài 1296 trượng, cao 2 trượng, cổng thành, thành lầu, còn cả đài quan sát vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giờ chỉ còn lại tàn dư sót lại thôi. Chỉ cần đi cùng anh, chỗ nào cũng là cảnh đẹp. Anh hỏi em, tối qua em có nghe thấy anh nói gì không? Có. Nói phải giám sát Thẩm La, còn cả Ngô Quý Lam nữa. Không phải anh muốn bán đồ cổ sao? Sao lại bảo em giám sát hai người đó? Đó là lệnh của ông chủ. Anh ta nói Thẩm La có đồ cổ đáng tiền, bảo anh đi làm gián điệp thương mại, lấy tin tình báo. Đó là cơ mật thương mại. Em nhất định đừng nói cho ai biết. Anh yên tâm đi, miệng em không lớn thế đâu. Đi thôi, sang bên kia xem. Tôi còn tưởng rằng Thẩm La thật sự sẽ bị anh dọa mất. Không ngờ cô không sợ, ngược lại còn kiên định với tình cảm với anh. Xem ra kế sách của anh hoàn toàn phản tác dụng rồi. Thẩm La cô nương này thật sự cố chấp khiến người ta cảm động. Tiếp theo anh định làm thế nào? Anh sẽ ở bên Thẩm La chứ? Giữa tôi và cổ còn có một kẻ địch.
Là ai? Thời gian. Cô nhìn biển lớn đi. 1000 năm trước so với hiện tại không có gì khác biệt. Nhưng con người thì không. Sinh lão bệnh tử không ai tránh được. Tôi sợ Thẩm Lan sẽ không chịu nổi đả kích này. Ngô Kiều Lan, anh mau lại đây. Nếm thử tay nghề của em, xem có tiến bộ gì không. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ rõ lắm. Hơn 1000 tuổi rồi. Con cá hơn 1000 năm tuổi sao? Không phải thành cá khô rồi sao? Tục ngữ nói đúng. Dạng niên dương, bất dạng niên quy. Người cá như anh có thể sống bao nhiêu tuổi? Vậy chúng ta đổi chủ đề khác cho thoải mái nha. Anh đã sống hơn 1000 năm rồi. Vậy anh không thể nào cô đơn lâu như thế. Anh nhất định cũng đã có bạn gái phải không? Vậy bạn gái của anh là cá hay là nửa cá gì? Không, các người không phải cùng một loại. Anh nói xem, cô ấy xinh hay là em xinh hơn? Chắc chắn là em xinh hơn rồi. Vẻ ngoài của em chắc chắn bỏ xa cổ. Nếu không sao lại chọn em chứ? Anh cười cái gì? Chuyện tối hôm qua em vẫn còn chưa trách anh đó. May mà em vững tim, chịu được đó. Anh đừng nghĩ anh ốm, em sẽ tha thứ cho anh. Anh nói đi, anh muốn bù đắp cho em thế nào đây? Tối nay tôi đưa cô ra ngoài. Coi như anh có thành ý. Cô có thời gian không? Đương nhiên có. Đến được. Không đến được. Đến được. Không đến được. Bất ngôn, bất ngôn. Em đến rồi. Thời gian cũng không kịp nữa. Hay là ngày mai chúng ta hãy đi. Tôi đến rồi. Không phải em đã hẹn anh sao? Tôi quên mất. Không sao. Trên đảo còn nhiều chỗ vui chơi lắm. Còn có gì mà tháp đèn, cái gì đi cổ. Không phải tôi nói anh. Sao mà rảnh rỗi quá vậy? Ngoài việc dây quanh tôi, anh không làm chủ việc khác nữa sao? Anh cảm thấy ngoài dây lấy em ra, anh cũng chơi bời lêu lỏng. Anh so với anh tôi, quả thực là một trời một vực. Sự nghiệp anh tôi vững chắc, đâu có giống anh suốt ngày lêu lỏng. Nhưng anh nhìn thấy em thì giống như nhìn thấy cả thế giới vậy. Tối nay nhất định sẽ có lời tỏ tình truyền thuyết chứ. Tiểu La, em đồng ý là bạn gái anh không? Em đồng ý. Như thế hình như quá trực tiếp. Mình phải suy nghĩ thêm. Không được, lại giống như lần trước. Làm anh ta sợ chạy mất thì làm sao? Tôi muốn hai cái này hay sao? Được.
Đây. Được, cảm ơn. Em muốn mua hoa. Cô bị ho sao? Không có. Có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Không có. Không có. Sao lại không có chứ? Anh có gì cứ nói thẳng đi. Sao cứ giữ mãi trong lòng thế? Em hiểu rõ trong lòng anh có cảm giác gì với em. Anh đừng nói với em rằng anh đối xử tốt với em là vì anh lương thiện, lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Trong lòng anh hiểu rõ em có cảm giác gì với anh. Khi anh tốt với em rất cảm động. Khi anh lạnh nhạt với em rất thất vọng. Một ánh nhìn của anh cũng khiến em suy đoán rất lâu. Tất cả mọi thứ em đều tự biên tự diễn rất nhiều lần. Anh đừng nói với em đây không phải là tình yêu. Ngô Cử Lam, là anh. Anh đã giúp em tìm lại một trái tim dám yêu. Cô cứ làm. Em không tin vào tình yêu, nhưng em tin anh. Anh biết. Biết rồi. Biết rồi là ý gì? Là đồng ý hay không đồng ý? Trước khi trả lời đồng ý, có một số chuyện anh mong em có thể suy nghĩ kỹ. Chuyện này em đã nghĩ 20 năm rồi, đương nhiên là nghĩ kỹ rồi. Giữa hai chúng ta có sự khác biệt. Bí mật đó của anh không phải em biết rồi sao? Khác biệt giữa hai chúng ta không chỉ là ngoại hình. Em biết quá ít về anh. Anh đồng ý chấp nhận em, cũng đồng ý chịu đựng tất cả mọi thứ nó mang tới. Nhưng anh phải nghĩ, em có thể chịu đựng mọi thứ này không? Đây là gì? Lẽ nào là thư tình?
Bước đầu tiên là chúng ta trong hiện tại. Bước thứ hai là chúng ta mười mấy năm sau. Còn bước thứ ba này là chúng ta mấy chục năm sau. Anh có sinh mạng mạnh mẽ, còn em tuổi thọ ngắn ngủi, cơ thể yếu ớt. Ngô cứ làm thối, anh đang chê em già nhanh sao? Anh mãi mãi không chê em. Giờ em đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng mười mấy năm, mấy chục năm nữa thì sao? Em có tự vượt qua được cửa này không? Anh mong em có thể suy nghĩ kỹ. Bây giờ mình đã có nếp nhăn rồi. Không ổn rồi, cậu chạy chậm thôi. Đợi tôi với. Không được chạy nữa, mà chết đi được. Giang Dịch Thịnh, sao cậu vô dụng vậy? Thế này chạy được bao xa chứ? Có phải cậu đã bị đả kích gì không? Mới sáng sớm đã tra tấn người khác như vậy, cậu thể hiểu gì chứ? Cuộc sống phải vận động, duy trì được sự dẻo dai của cơ thể mới có thể kéo dài tuổi thọ, giữ gìn nét thanh xuân. Còn giữ gìn nét thanh xuân cơ à? Cứ chạy nữa, tôi cũng sẽ không sống nổi đến ngày tôi già đâu. Nói đi, nhất định có chuyện gì đó. Sao hả? Tôi hỏi cậu, nếu như 30 năm sau cậu đã trở thành một ông già rồi, nhưng người yêu cậu vẫn như trước kia, vẫn trẻ trung như vậy, cậu có để ý không? Để ý sao? Vì sao phải để ý? 30 năm sau tôi đã thành một ông già, người yêu tôi vẫn trẻ trung như thế, vậy thì đó là chuyện tốt mà. Cậu bảo tôi bớt sống 10 năm, tôi cũng bằng lòng đấy chứ. Vậy tôi hỏi cậu, mấy chục năm sau cậu vẫn còn trẻ, nhưng người yêu cậu lại trở thành bộ dạng thế kia, cậu có để ý không? Bỏ đi, nó linh tinh gì hả? Thế này có thể làm bà tôi rồi. Sao tôi lại có ý định biến thái vậy chứ? Tôi biết mà, đàn ông các người đều giống nhau, nông cạn. Sao tôi lại nông cạn vậy được chứ? Chạy chậm thôi, tôi không chạy được. Lần này Ngô Cứ Lam không dùng hết sức mình, hắn ta không có lý do gì để nhẹ tay với mình. Lẽ nào là ông chủ An, mấy ngày nay Ngô Cứ Lam có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh gì, rất bình thường. Tôi có cần đi thăm dò bọn họ không? Không cần đâu. Chuyện này trước hết cậu đừng lo. Nhưng tôi có một nhiệm vụ mới giao cho cậu. Nhiệm vụ gì? Tôi muốn cậu giúp tôi tìm một người. Nếu tìm thấy, lập tức đưa tới gặp tôi. Không thành vấn đề. Tìm ai vậy? Trương Ái Quốc. Rigolas, Nicholas, anh tìm tôi à? New York có tin tức gì chưa?
Người của chúng ta đã từng thấy anh ta ở sân bay, xác định hắn đã về New York, nhưng hắn thoát khỏi sự giám sát của chúng ta rất nhanh, trước mắt tung tích không rõ. Tôi biết rồi. Anh vẫn không yên tâm về anh ta sao? Lần này hắn bị chúng ta làm cho bị thương, đã tưởng rằng anh đã lấy được Linh Châu, chắc không còn ý định lấy Linh Châu nữa đâu. Chưa chắc. Con người ăn tá tâm tư cẩn mật, đối với Linh Châu chấp niệm đã lâu. Tôi lo hắn ta sớm muộn sẽ phát hiện ra chân tướng sự việc. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nhất định phải bảo vệ Tiểu La. Chuyện của ta bị chết đuối, tuyệt đối không để bất kỳ ai biết. Chuyện này đã mười mấy năm rồi. Bây giờ người biết chuyện duy nhất chỉ còn lại bác sĩ chữa trị lúc đó. Anh yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Ngoài ra, chuyện anh luôn luôn lo lắng, anh đã nói cho Thẩm La biết chưa? Thẩm La có phản ứng gì? Cổ vẫn đang suy nghĩ. Nhưng dù kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cổ. Đúng là trẻ ra không ít. Ngô Cứ Lan, xem anh còn dám chê em không. Nhưng mà dù có ăn bao nhiêu giò heo, đắp mặt nạ, cùng lắm cũng chỉ trẻ hơn người cùng trang lứa 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mình cũng không thể mãi mãi trông như thế này được. Lên xe. Bây giờ em là người phụ nữ của anh rồi, là bạn trai của em. Sau này mỗi ngày đi làm tăng ca đều do anh đưa đón em. Lên đi. Cảm ơn nha. Nhưng em quen đi bộ đi làm rồi. Đợi anh đã lưng lửa. Đợi đã. Đi bộ mệt lắm. Em lên xe máy đi, dèo cái là đến, nhanh hơn đúng không? Thói quen phải tập dần dần. Em ngồi xe của anh cũng không phải không được, nhưng em không quen ngồi sau. Xuống xe. Bám chắc vào. Đi nhanh vậy hả? Sợ sao? Có cần em đi chậm lại không? Không cần. Thật sự không cần sao? Thật sự không cần. Là anh nói đây nhé. Không được rồi, không được rồi. Sai xe. Cảm giác cũng được. Sau này hãy giữ thói quen tốt, ngày nào cũng đi làm vậy đi. Mỗi ngày hả? Sao vậy? Không muốn sao? Anh muốn, muốn. Buổi trưa em muốn ăn gì? Để anh mua cho. Bắt Ngôn. Đợi đã, em đợi đã.
Anh còn đang chuẩn bị đi tìm em đó. Cái này tặng em. Tôi không cần. Gì mà không cần chứ? Đây là bánh macaron. Em thích ăn nhất mà. Anh làm sao? Sao anh làm được? Lần trước chẳng phải anh đã nói với anh em thích ăn bánh macaron sao? Về nhà anh đã lên mạng tìm ảnh, giống hệt với ảnh luôn. Làm đi làm lại mấy lần mới thành công đó. Anh còn có thành ý đó sao? Còn phải nói. Mở ra đi. Thế nào hả? Cái này của anh là cái gì vậy? Bánh macaron đó. Không phải anh bảo trông như thế này sao? Giống hệt với ảnh mà. Mấy nguyên liệu đó cũng giống nhau. Em nhìn đi, đây là gì hoa quả. Cái này ngon nhất. Em nếm thử đi. Nếm thử đi. Tôi không muốn. Nếm thử đi. Tôi không cần. Không sao cả. Tôi lần trước chẳng phải nói rất rõ với anh rồi sao? Tôi không thích anh. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Anh biết em thích những người đàn ông thành công. Không phải là người đàn ông có chí hướng sự nghiệp. Nhưng ít nhất cho anh cơ hội một lần đi chứ. Để anh thử thành công. Anh đã cố gắng nỗ lực có sự nghiệp. Ai cần anh nỗ lực chứ? Tôi nói cho anh biết, anh cố gắng thế nào Anh cũng giống như bọn chúng thôi. Chẳng ra thể thống gì, cũng không thể chưng lên kệ. Anh đầu. Đây là macaron mà em đích thân làm cho cổ. Chưa bẩn đâu. Anh nếm thử đi. Tiểu Ngôn là ai chứ? Việc gì nó chưa từng trải qua. Dùng thứ này để tán tỉnh nó. Nói cho cậu biết, đàn ông nếu không có sự nghiệp, làm gì cũng rẻ tiền. Muốn gẫn đầu sống thì cứ ngoan ngoãn đi theo anh đi. Giang Dịch Thành. Sao lại là cậu? Tôi nói cậu biết, nếu cậu còn đá tôi sẽ hét lên đấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ không đá cậu đâu. Tôi muốn tìm người tâm sự thôi. Muốn tâm sự hả? Lấy số xếp hàng đi. Bây giờ tôi phải đưa canh cho Lượng Lượng đã. Không có thời gian quan tâm đến cậu. Bác sĩ Giang, cậu không thể bỏ mặt tôi được. Dù gì trước kia chúng ta cũng từng ngủ cùng giường. Sao cậu có thể lật mặt vậy? Cái gì mà ngủ cùng giường? Đó là chuyện lúc 3 tuổi. Nếu cậu bỏ mặt tôi, lỡ tôi muốn chết kỹ quẩn thì sao? Được rồi, đừng hét lên nữa. Tôi nghe cậu nói đây. Không phải cậu muốn tâm sự sao? Mau lên. Đúng thế. Tôi có một người bạn. Cậu sống hơn 20 năm. Lần đầu yêu một người đàn ông. Nhưng mà khoảng cách giữa cổ và người kia quá lớn, không hề xứng đôi. Cậu nói xem, bọn họ có nên bắt đầu tình cảm này không? Nếu ở bên nhau được có hối hận không? Mặt cậu sao vậy? Không ngờ Thẩm La, cậu lại là người chê nghèo thích giàu đấy. Ngô Cử Lan không phải là hơi nghèo sao? Bây giờ anh ta nghèo không có nghĩa là sau này sẽ nghèo mãi. Cậu không thể nhìn người ta như vậy được. Tôi chê nghèo thích giàu bao giờ chứ? Hơn nữa tôi đã nói đó là một người bạn của tôi, không phải tôi. Được rồi, không phải cậu. Vậy cậu nói xem, người đàn ông đó sao lại không xứng với bạn cậu? Không phải người ta không xứng với cổ, mà là cổ không xứng với người ta. Tôi thấy trong chuyện tình cảm, chỉ cần hai người yêu nhau thật sự, ở bên nhau vui vẻ, vậy thì còn gì phải do dự nữa. Như tôi đây, bao nhiêu năm nay chơi bời, là công tử đào hoa,
Bây giờ nghĩ lại, những kinh nghiệm đó đã giúp mình trưởng thành hơn. Cậu nói xem, nếu tôi không có những kinh nghiệm đó, sao tôi có thể tìm thấy tình yêu thực sự ngày hôm nay chứ? Đồ không đứng đắn như cậu. Thật ra theo tôi, chuyện tình yêu, người khác có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích. Phải xem trái tim cậu nghĩ thế nào. Trái tim tôi, cậu hỏi trái tim mình xem, cậu có muốn bỏ lỡ người này không? Tiểu La, thật ra cậu ngoài việc không biết ăn mặc trang điểm, xấu tính, ghê gớm ra thì chẳng có khuyết điểm gì cả. Tự tin lên. Tôi đã nói không phải tôi rồi mà. Không phải tôi, không phải tôi, không phải cậu. Tôi đã nói không phải cậu rồi. Cậu yên tâm đi, đừng đánh tôi nữa. Anh tìm ai vậy? À, tôi là người thân của Trương Ái Quốc. Tôi muốn hỏi tình trạng của Trương Ái Quốc thế nào rồi? Không đúng. Bác sĩ Trương không phải là người bản địa, chưa kết hôn, cũng không có con cái. Rốt cuộc anh là sao với ông ta? Tôi là cháu của ông ta. Tình trạng là thế này. Sau khi bác sĩ Trương về hưu thì dọn ra khỏi ký túc xá nhân viên. Chúng tôi lâu rồi không có tin tức của ông ta. Thế này đi, cậu để lại số điện thoại cho tôi. Khi nào tôi có tin tức của bác sĩ Trương, báo cho cậu ngay, được không? Bác sĩ Du, cô đến rồi. Tôi muốn hỏi cách liên lạc với bác sĩ Trương Ái Quốc. Hôm nay sao vậy ta? Mọi người đều đến tìm bác sĩ Trương. Có ai tìm ông ta nữa sao? Khi nãy cháu của ông ta có đến tìm, là người ra ngoài khi nãy đó. Cảm ơn. Sao lại là anh vậy? Không phải anh thì là ai? Anh ở đây làm gì vậy? Anh đem đến đồ ăn cho em mà. Em xem bên đó còn nữa không? Không ngờ bị em đánh một cú. Chắc không bị tàn phai nhan sắc chứ. Anh đứng lên rồi ngồi một lát đi. Dìu anh đi. Chậm thôi. Anh đâu? Không hổ danh anh lợi hại. Nếu không phải anh, em sớm đã bị phát hiện rồi. Đi. Anh cũng không biết em thích ăn canh gì. Vì thế loại nào anh cũng mua. Em nếm thử xem. Em không muốn ăn. Không muốn ăn sao? Không sao. Nếu em không muốn ăn thì anh ăn vậy. Không nên lãng phí mà. Bốn bát canh lớn như thế, anh ăn được hết sao? Ăn được hết chứ. Trời nóng như thế này toát mồ hôi lắm. Vừa hay bổ sung nước. Em cũng ăn cùng anh. Như thế anh sẽ dễ chịu hơn. Cùng ăn. Nào. Làm gì thế? Cánh tay anh hơi khó chịu. Anh giương tay một chút. Giương tay chút. Trong sách của em nói, trồng cây chuối có thể chống lại được lực hấp dẫn của tim, có thể giảm được nếp nhăn. Ngô Cứ Lam, em có chuyện muốn nói với anh.